xứ này cái chăm sóc nó cũng quan trọng đấy anh nhỉ. Ừ. Không biết chăm là nó la hoa nó kém. Đúng rồi. Nè. Bữa anh không biết anh tưới qua cái bằng ấy quá nhiều, ba cái bông nó tiêu quá nè. Vâng. Yeah. Đợt này là bắt đầu bông nó mới to lên nè. Bông nó bung ra cao rồi bông. Đặt cây luôn. Hết đợt này lại ra liên tục. Ừ. Sứ Thái này cơ bản nó mới đẹp được anh nhỉ. Ừ. Sứ Thái nó mới đẹp được. Chứ mình nó chơi cho đúng cỏ rồi thôi. Nó nhanh tàn. Anh trồng cây cóc này này hay này, quả hoa ra đầy. Trái hoài luôn á. À, nhiều quả lắm. Mấy cây này được nó phát triển cái củ nó to. Cái nó đỏ đẹp lắm. Và bữa mà lại tưng. Củ nó to. Còn kia loại kia nó rễ nó nhiều. Bộ rễ nó nhìn lại chùm. Nhưng mà xứ củ này mà em trồng em phải biết. Em không biết ống củ là nó cuối rồi. Và loại này này củ nó to nó lại dễ. Hư biết hai cây chứ không. À. Mình không biết á. Vâng. Em có cắt tàn, mình xả tàn mà mình tưới là úng rồi. Úng hết hai cây úng rồi. Thì chờ thì một phần nó cho nó có trái. Giờ nó có trái cho nó một cây. Hạt nó lên cũng mạnh anh nhỉ.